hướng dẫn chi tiết lấy Hoàng Phi Thạch. Kéo ký này này, cái này là phải làm nhiệm vụ. Với lại có một cái nữa là cái thằng Thiên Sơn này này, mình đang thiếu một skill mà bắt buộc cũng phải làm nhiệm vụ mới có, là cái Liễu Ám Hoa Minh ấy. Mình cũng chưa có, nhưng thôi đây làm nhiệm vụ này trước nha. Làm thế nào, đây là hướng dẫn đấy mà. Nếu các hạ hoàn thành nhiệm vụ kịch tình chuỗi nhiệm vụ bạn kết cấp cấp 20 và sau khi khởi động nhiệm vụ tuần hoàn kịch tính Đoàn Thiên Khánh, khi thông qua nhiệm vụ Đoàn Kịch tính Đoàn Thiên Khánh sẽ nhận được lần đầu đến Đoàn Thiên Khánh lần đầu đạt 480 trở lên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tặng một cái gì ra. Nói chung là đọc rất nhiều, anh em là có thời gian thì có thể đọc. Nhưng nôm na là gì? Làm cái bạn kiếm cấp phát ai. Nếu các bạn đã hoàn thành thì lên đây làm tí bạn cứ cốc nhỉ. Bang là hiện tại đang full nha anh em nhé, nhưng mà chả thấy ai làm quy cả nên là không có cách nào thêm dân cả. Rồi ok, nhiệm vụ Đoàn Diên Khánh đèn nhái sáng nhận đi đây Đoàn Chính Thuần. Có phải cái nhiệm vụ nào không nhỉ? Hay là nhiệm vụ nào nhỉ? Lâu rồi tôi cũng quên đấy. Ok, đây Đoàn Chính Thuần. Tiếp này vào đây, khoan đã, khoan 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 dừng lại một nhịp, dừng lại một nhịp làm gì? Tạo cái này thì tối hôm qua chia sẻ rồi nhé, đây là một cái rất kỳ quan trọng, anh em nào mà chưa xem thì lên YouTube nhé xem nhé, cái này hôm qua chia sẻ rồi, sáng nay có cái này rồi. Ok, đêm này vào trong trung linh đằng này. Ý trời, cái này cấp 52 rồi mới dám về đây làm này. Không biết có win nổi hay không nữa đây. Cái nhiệm vụ này cũng khá được nhiều đồ đấy này. Xỉa mày luôn này. Ôi. Được đấy. Rồi, tiễn con này. À, có cái đặt này chia sẻ với anh em luôn nhé. Cái độ bóng này anh em cho về này. Độ bóng nhân vật này cho về luôn này. Cái số hình động này cho về luôn này. Duyệt phát này. Này nó sẽ đỡ lag hơn. Mới tiếp nữa nó có là cái chỗ này này. Đổi cảnh nhanh này anh em phải đấy này, cái cửa sổ chat này là nó mờ này, đấy, đậm là mờ đậm này thì cứ để đậm ấy cho nó dễ nhìn, nó nhìn mờ nó hơi đau mắt. Rồi là cái âm thanh này ấy, thì hiện tại là mình livestream cho mình không bật được âm thanh. Anh em là muốn nghe thì tự vào bật mà nghe nhé. Cái nhạc nó có bản quyền thì nó không bật được. Okay. Cấp 5x rồi làm nhiệm vụ này đơn giản. Ông nào mà ở cấp 2x thôi mà làm nhiệm vụ này mới nể. 2x chắc phải đập full 3 mới làm được. Nếu không chơi kiểu cù nhầy cho pet dam thì vẫn được nhá. Tức là kiếm một con pet nào cho nó gánh. Có những cái mấy cái chỗ kia cho nó gà xỉa là cũng được. Rồi bơm máu nhiều và vẫn chắc vẫn chơi chiến được thôi. Điểm qua cái nhiệm vụ này gọi là nhiệm vụ cốt truyện thì cái trong phim phân cảnh này nó là Đoàn Dự bị mới lại Mộc Uyển Thanh bị nhốt trong cái nhà này này, bị nhốt trong cái nhà này này. Đấy. Thế là gọi là Đoàn Dự bị Mộc Uyển Thanh chém. Nhưng mà Đoàn Dự thì nó có cái gì nhỉ, cái bí tịch gì mà hộ thân ấy, nên nó không bị tác dụng bởi Xuân Dược.
đây ra 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 Quỳnh đang nói chuyện ra. Thì sau đó Đoàn Chính Thuần ấy mới đem quân tấn công lên Vạn Kiếp Cốc để cứu những Đoàn Dự. Mộc Uyển Thanh ở trong cái vụ này thì khét lắm anh em ạ. Ban đầu ấy người xem sẽ thấy rằng là cái ông cốc chủ ấy, ông ấy muốn là cho thằng vì vì là vợ của ông cốc chủ lại lại tòm tem với lại Đoàn Diên Khánh, cho nên là ông cốc chủ ấy muốn trả thù đấy, ông ấy muốn bắt cái thằng Đoàn Dự với Mộc Uyển Thanh gì đấy đấy. Nói chung là cũng không tiện nói ra. Đấy, nhưng mà về sau mới biết thì là thằng Đoàn Dự không phải là con của Mãi Việc Cuối Phim ấy, mới biết. Cũng không phải là con của Đoàn Diên Khánh, mà kỳ thực là Đoàn Dự là, à quên lại, Đoàn Diên Khánh, Đoàn Chính Thuần, hãy nói nhầm. Đoàn Dự là con của Đoàn Diên Khánh, mới lại cái bà kia không quên mất tên rồi. Nên về sau mẹ nó mới nói là bất kỳ trong những cô nương nào ở đây ấy, con đều cưới được hết chứ không ở đây này. Lâu lắm không làm ngáo rồi. Đây 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 đây. À đây bây giờ mấy này. Đây rồi, phần này nhá. Lâu không làm cũng hơi ngáo ngáo đấy anh em ạ. À. Còn một cái thằng nữa. Mày mày dẻo luôn, còn một đứa nữa ra ra pem mẹ của thằng Thu Trúc này. Đây này Diệp Thị Nương này, ok quay trở lại. Tương tác hơn một tuần rồi mà chưa lên cứng. Cái này thì là do nó lên tự động chứ có phải là do bên fanpage họ cấp cho thằng nào đâu. Anh em cứ chia sẻ comment các thứ thôi, nó tự động nó lên thôi. Cái làm nhiệm vụ này cũng được nhiều vàng phết đấy, đại tiến quân. Cái này nhá, cái đại tiến quân này này, anh em có thể vào sẵn đây ngồi chờ cũng được, hoặc đi cùng của nó cũng được, không quan trọng đâu. Đây nhá, nếu như anh em đi thì đi cùng như này, còn nếu không thì mình vào đây trước mình ngồi chờ này, chỉ cần không rời khỏi map này thôi. Lăng Ba vi bộ chạy, sao là Lăng Ba vi bộ chạy này nào? À ừ đúng rồi, ở trong đang nói đến thằng Đoàn Dự đúng không? Ở trong nãy mà Mải vừa làm nhiệm vụ vừa đọc comment nó hơi ngáo ngáo, nhưng mà thôi kể lại này. Tức là thằng cốc chủ của bạn kiêu cốc đấy, nó bắt ông Dự nhốt trong cái nhà này này, ông nhốt nốt cả Mộc Uyển Thanh trong đấy. Thế xong là Mộc Uyển Thanh thì không cưỡng lại được, còn Đoàn Dự thì nó có 50 vi bộ, nó cứ chạy thôi, chạy trên mái nhà. Mộc Uyển Thanh phi lên mái nhà ôm thì lại chạy ra góc tường, ra góc tường Mộc Uyển Thanh lại chạy góc tường ôm thì lại thằng Đoàn Dự lại chạy ra xuống gầm giường vân vân đấy, hôm nay là như thế. Thế xong Đoàn Chính Thuần mới đem quân tấn công bạn kiêu cốc đấy, xong gọi là cũng gì nhỉ, giao giao lưu võ nghệ một chút xíu chứ không nhiều. Này nọ lọ kia cái thì cuối cùng thì cũng may mắn thoát được. Nhưng mà trong đêm đó thì cái chính cái này này, cái này mới quan trọng này. Hình như là trong đêm đó, nếu theo trí nhớ của tôi, Đoàn Chính Thuần lại quay trở lại Vạn Kiếp Cốc để thăm ai, thăm cốc chủ phu nhân. Đoàn Chính Thuần chính ra rất khét nha. Đấy, mẹ của Vương Nghị Yên này, đấy, mẹ của Mộc Uyển Thanh này, mẹ A Châu A Tử này, các thứ này đúng không? Đấy rồi là nói chung Đoàn Chính Thuần là khét nhất game luôn, khét nhất phim luôn. Đấy, tí vào pem thằng này thôi. Thì cái nhiệm vụ này nó mô phỏng lại cái khúc đấy. Thì tí nữa là pem thằng nó lên thánh này. Đấy là cái chìa khóa trong phi vào trong kia, mở cái kia cứu thằng Đoàn Dự ra, thế xong. Đây này bọn nó đang tiến quân đây này. Đấy, nhưng mà mình đi trước vào đây mình ngồi chờ. Không cần chờ thì làm sao? Ơ làm luôn được á? Có thế á? Thế tưởng mình phải chờ chứ. À thôi chờ tí, thế nào?
Tôi phải chờ nhỉ? Hay là làm luôn được à? Ờ, thế mình cũng cũng không biết đấy. Cái này lâu lắm rồi mà. Đấy, đây, bây giờ thấy nó mới ghi là hoàn thành đây mà. Bọn này chạy đến đây thì nó bảo mới hoàn thành nhưng cũng không rõ đâu. Đó, thì bây giờ tao tóm nôm na tao bé thằng này chỉ một ít thôi. Đấy, đã được cái chìa khóa này. Chìa khóa này thì mở cửa này, thằng đoàn dự tọt ra này. Đó, đoàn dự tọt ra, Mộc Quyền Thanh vẫn ở trong đấy, nhưng mà không biết ở đâu. Đúng ra phải cho Mộc Quyền Thanh chạy ở đây. Đó, cái gì đây? Độc công băng công kích này. Đây, băng công kích thể lực cường lực. Đây rồi. Băng công cường lực thể lực. Xong. Đấy. Thì nó có sẽ có cái tin nhắn báo đây này anh em này. Các hạ đã hoàn thành một loạt nhiệm vụ vạn kiếp cốc. Sau khi kích hoạt được cấp 30, tức là lên cấp 30 đấy, hãy tới đại lý Kim Tiễn Dư mở nhiệm vụ Yến Tử Ổ, tức là đi vào cái nhiệm vụ ở chạy Châu Châu ấy, chỗ thằng lão cố ấy. Ok. Nhưng mà bây giờ cái chính ý, đó là mình sẽ quay lại đại lý để xem cái nhiệm vụ của cái thằng quán tên Khánh nó như thế nào. Đây. Lúc nãy nó xuống đấy nhá, nó mình xem ở đấy nó có nhắn nó là xong như bạn kiếp gốc thì hãy quay lại đây gặp mà Khánh Mỗ mà. À, chào bạn Trịnh Lâm nhá, Trịnh Lâm ok. À ok bạn anh lại không không biết. Thôi kệ nó vậy, cũng dù sao cũng vài phút thôi chả sao cả. Đây nhiệm vụ lên Khánh. Đó. Thì bắt đầu này. Tìm 3 mảnh vụn cung đăng giao cho đoàn Diên Khánh đại lý nghe nói Hoa Cương Thạch nhân ở Thạch Lâm đang giữ di vật này. Tức là gì? Tức là các ông ra Thạch Lâm này này. Đấy, các ông quánh. Thì bây giờ tôi cũng đi ra đấy nhá. Tí nữa sẽ chỉ anh em một cách nhanh hơn. Nhưng mà thôi bây giờ làm cái cách này trước cho đúng quy trình đã. À quên quên, đây cái này quan trọng, cái này quan trọng quên. Các ông mà quên cái này thôi là gãy cả răng này này. Đây, nó phải có cái này. Đặt cho một phát nó ở đây nha. Anh em làm ở cấp nhỏ ấy thì hình như là sẽ qua qua cấp nhỏ đấy. Còn đây là tôi cấp 5x rồi nên là phải chạy ra Thạch Lâm. Anh em cấp nhỏ thì như là chỉ đâu đó loanh quanh, ví dụ cấp 30 mà công làm luôn ấy thì nó sẽ ở đâu đó mấy cái map 7 Long Tuyền, Long Tùng gì đấy hoặc là quanh quanh đấy, mấy map 7 Đây, mảnh vụn của cung đăng. Nhớ cũ còn chờ hộ tống đến không là bị thất bại. Thế đúng rồi. Không đua tốt thiên sơ này. À, chia sẻ bạn như này đó là mình hiện tại là hôm hôm trước có nói đấy là không đua được. Tại vì sao? Tại vì cái đặc thù ở game này ấy, đó là nó không lên cấp nhanh. Thì hiện tại mấy ông top bây giờ đang top cấp ấy. Mới đang có cấp 75 thôi, 76 ông này, 76 thế này. Đấy. Cho nên theo như mình nhận định ấy, thì việc đua max 89 cái game này hiện tại nó đang khống chế là 89, chắc nó phải chờ đến 50% server lên 8x hết thì nó mới mở lên 9x, cho nên là nguyên 89 thôi nhé. Mà theo như vận tốc như này tôi nghĩ phải tầm 6 ngày, 5 6 ngày đến 1 tuần thì anh em mới lên được 89. Mà cái thời gian đua dàn trải như thế thì mình còn đi làm nữa cho nên là không đua được. Rất muốn đua nhưng không đua được. Ừ. Server được bao nhiêu acc on á? Chắc là khoảng tầm 100-200. Chắc 100-200 người chơi thôi. Thì mỗi mỗi ông vài acc thì chắc là nó cũng ít thôi chứ nó không nhiều đâu. Game này nó khá kén người chơi, phải nói là kén. Ở nhà đây.
cung đăng này. Đấy, cung đăng mùa 3 rồi kìa. Đấy, cái này này. Đấy. Nhiệm vụ đoàn duyên khánh ấy. Chua phết. Rồi phù này, nhớ nhớ cái này quan trọng này đó, đặt phù này. Chưa được ở đây rồi, phù này, phù về này, phải đặt phù nhé, không đặt phù là gãy răng ấy. Ok, tiếp này, nó lại cho bắt đầu chạy này, đại lý thì thu này. Ồ, cái này thì chạy thôi. À đây được rồi, đây này, được luôn rồi đây này. À, cái này hình như là nó cắt đi rồi nhỉ, một phát được luôn à? Tôi nhớ hình như là nhiều nhiệm vụ lắm à. Cái này hình như là nó rút ngắn đi này, anh em lại được luôn rồi này. Ngày trước tôi nhớ là làm phải mấy nhiệm vụ cơ. Về mười mấy năm rồi tôi nhớ là phải làm mấy nhiệm vụ cơ, nhưng mà được luôn rồi này. Có luôn này, hình như nó cắt gọn đi cho anh em đỡ phải chạy nhiều phải. Ngày trước thì tôi nhớ là tầm bao nhiêu nhiệm vụ cơ chứ không phải nhanh như này đâu. Chỗ nào bác on, sao nào on đang on 55 mạng này, full mất ngày rồi. Rồi ok, đấy là đã hướng dẫn xong anh em nhá, thì có cái mà phi thạch rồi, nó cũng nhanh đấy, cái này khá nhanh. Để xem cái này nhiệm vụ này được nhiều kinh nghiệm không, cái nhiệm vụ tuần hoàn này mà anh em cứ cày để xem được nhiều kinh nghiệm không nhé. Được 38 kinh nghiệm, để xem nó chạy tiếp xem. Cứ chạy thôi, nếu mà ông nào mà muốn cày lên level ấy, cứ chạy cái này này, nó hơi ít nhưng mà nhìn chung là cũng mỗi lần là được vàng này, anh em cày thân lực vào mấy cái chuyển khẩu tín ở Lạc Dương nữa ấy. Đây là những cái mẹo nhé, kiếm vàng.